Một bộ sản phẩm Homebeat sẽ gồm có một cái đệm massage, một bộ điều khiển tay gầy, một cục biến điện. Thì massage MCS 382 này nó sẽ có tích hợp chế độ là nhiệt để giúp cho tăng cường hiệu quả trong việc massage, với ba chế độ massage từ ở vùng vai, vùng lưng và vùng hông, phù hợp với lại thiết kế, phù hợp với lại mọi vóc dáng của cơ thể. Thì bộ điều khiển tay gầy để chúng ta có thể dễ sử dụng. Xin giới thiệu chi tiết và cách hướng dẫn sử dụng đệm massage. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kết nối dây điện của đệm massage với lại cái cục biến điện, kết nối với lại nguồn điện. Ở trên bộ điều khiển nó sẽ có các chức năng, đó là tắt mở, massage rung, massage toàn thân, massage vùng vai, massage vùng lưng và hông. Này là chế độ nhiệt. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm phím tắt mở, sau đó chúng ta sẽ bấm chế độ rung của nó. Thì ở đây nó sẽ có chế độ rung ở hai bên hông của chúng ta, chế độ massage toàn thân. Thì cái con lăn nó sẽ từ từ di chuyển từ vùng hông lên vùng lưng và vùng vai, và sau đó cứ di chuyển. Chúng ta có thể sử dụng kèm lại với lại chế độ nhiệt của nó. Thì chế độ nhiệt hồng ngoại giúp chúng ta giãn cơ, lưu thông máu huyết. Nếu mà chúng ta có thể sử dụng ở một chế độ riêng biệt, đó là vùng vai, thì chúng ta ấn vào đây thì cái con lăn nó sẽ massage ở vùng vai cho mình, vùng lưng và hông. Thì chúng ta bấm ở đây thì con lăn nó sẽ di chuyển từ từ xuống vùng lưng và hông, sẽ massage chủ yếu ở vùng lưng và hông. Anh chị thấy là nó đang di chuyển từ từ xuống nè. Đây, bắt đầu nó sẽ massage chủ yếu tập trung ở vùng này. Mình không cần xài chế độ nhiệt thì mình có thể bấm tắt chế độ nhiệt của nó. Khi mà chúng ta tắt máy thì chúng ta tắt chế độ rung trước, tắt chế độ nhiệt, và đó tắt máy. Khi mà tắt máy thì cái con lăn nó sẽ lăn về phía vùng hông của mình, rồi sau đó nó mới sẽ tắt hoàn toàn. Đây. Dạ, em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi ạ.